chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Minh Nhung Maria. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề mà Nhung nghĩ rằng chắc chắn rất nhiều các bạn quan tâm, kể cả nam lẫn và nữ. Đó chính là làm thế nào để chúng ta có thể điều trị hôi nách một cách dứt điểm và đơn giản nhất. Điều đầu tiên để hết hôi nách một cách dứt điểm là bạn cần phải nhấn vào nút subscribe ngay phía bên dưới video của Nhung, và kế bên cạnh là có một cái chuông, bạn hãy nhấn vào đó để nhận tiếp theo những cái video mới của Nhung về vấn đề chăm sóc da và điều trị da đúng cách. Và muốn hết được hôi nách thì đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân gây ra hôi nách. Rất là nhiều người tâm sự với Nhung là chị Nhung, em hôi nách là do bố mẹ chị truyền cho em. Chị ơi, cho ngày xưa là em mặc tung đồ với cái đứa đó đó, nên là bây giờ em mới bị hôi nách. Thì thực ra tất cả những cái vấn đề mà bạn nói rằng là chúng ta di truyền, hay là chúng ta mặc quần áo chúng ta phải mặc riêng, hay là cái việc chúng ta phải vệ sinh hàng ngày ấy, là những cái vấn đề mà chúng ta sẽ chăm sóc cho cái hôi nách của mình. Còn nếu để mà hết được cái mùi hôi nách một cái dứt điểm ấy, thì bạn cần phải nắm được cái nguyên lý gây ra hôi nách. Thì hôi nách nó gây ra do một cái tuyến mồ hôi phì đại. Và cái tuyến mồ hôi này nó tiết ra những cái axit béo không no. Và axit béo không no này nó là một cái thực đơn vô cùng ưa thích của vi khuẩn. Và khi mà vi khuẩn hấp thụ cái axit béo không no này thì nó sẽ gây ra một mùi hôi vô cùng khó chịu. Và cái mùi hôi này nó sẽ làm cho chúng ta trở nên là bị xấu hổ này, chúng ta mất tự tin này, thậm chí là Nhung còn thấy được là rất là nhiều người thậm chí mất luôn cả tình yêu này, rồi mất đi rất nhiều cơ hội thành công trong cuộc sống, và dẫn đến cái chuyện của chúng ta dễ dàng bị trầm cảm chỉ vì bởi mọi người có những cái nhìn thiếu thiện cảm về mình và xa lánh mình. Và chính vì dựa vào nguyên nhân đó thì cái điều đầu tiên Nhung khuyên các bạn là cái thứ nhất về nhà, cái cách đơn giản nhất đầu tiên là các bạn nên luộc hết toàn bộ áo của mình trong nước sôi, hoặc là đầm của các bạn trong nước sôi nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể sử dụng chanh này pha với lại cái bột baking soda, các bạn ngâm vào trong bùn nách, các bạn ủi hết toàn bộ, lấy cái bật ủi với nước và ủi nóng hết toàn bộ cái quần áo của các bạn để các bạn mặc. Và các bạn không mặc chung đồ với người khác và giữ gìn cơ thể sạch sẽ các bạn nhé. Tại sao Nhung lại ưu tiên các biện pháp chăm sóc lên đầu cái video như thế này, là bởi vì nếu bạn không chăm sóc đúng cách thì Nhung sẽ không thể nào hướng dẫn cho bạn điều trị đúng cách được, đúng không nào? Và bây giờ Nhung sẽ chia sẻ tất cả những cái cách, những cái phương pháp dùng để có thể điều trị hết được cái mùi mồ hôi nách. Và Nhung sẽ so sánh, review, ưu và nhược điểm để cho các chúng ta, cho các bạn dễ dàng lựa chọn những cái phương pháp phù hợp với mình nhé. Thì cái phương pháp đầu tiên mà Nhung thấy rất nhiều beauty blogger hoặc là trên mạng Google đều chia sẻ, đó là chúng ta sẽ sử dụng đường phèn này, hoặc là gừng, hoặc là chanh để chúng ta chà vào nách. Thì cái ưu điểm của cái phương pháp này đó là dễ làm, rất là rẻ tiền và ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên cái nhược điểm là, thứ nhất là nó chỉ duy trì được cho bạn vài ba tiếng đồng hồ thôi. Cái thứ hai nữa là đặc biệt những các bạn nữ nào mà có cạo và nhổ lông nách ấy, thì lúc mà bôi chanh vào thì qua nó rất là sót, nó rất là rát, đúng không nào, và cực kỳ khó chịu luôn. Và thứ hai đó chính là chúng ta sẽ sử dụng lăn khử mùi để chúng ta lăn. Thì cũng như là phương pháp đầu tiên thì ưu điểm của phương pháp này là chúng ta dễ dàng thực hiện, và giá thành nó cũng thấp. Thì một thanh lăn thì đâu đó nó cũng chỉ dao động khoảng 100 ngàn cho đến 400 ngàn. Tuy nhiên nhược điểm trầm trọng của phương pháp này là nó cũng chỉ kéo dài trong khoảng cỡ đâu đó 12 cho đến 24 tiếng là cùng. Và nó dễ dàng gây ra thâm nách bởi vì nó có cái muối nhôm ở trong cái thanh lăn á. Cộng thêm vào đó là nó sẽ làm cho cái áo của bạn ở cái vùng nách nó dễ dàng bị ố vàng nhiều hơn. Và bạn, những bạn tinh tế để ý một chút xíu để thấy là khi mà chúng ta xài vào trong vòng khoảng đâu đó mấy tiếng sau, chúng ta sẽ có khi khoảng có mùi hôi mồ hôi nách tiết ra, thì lúc này nó sẽ trộn lẫn với cái mùi của thanh lăn nách các bạn, mùi hóa học ấy, thì nó tạo ra một cái mùi hương không biết dùng từ gì diễn tả cả, nó rất là vô cùng khó chịu, đúng không nào? Phương pháp thứ ba đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp gọi là tiêm Botox. Thì ưu điểm của phương pháp này là sẽ sử dụng một số loại vi khuẩn mà được bào chế ở trong phòng thí nghiệm á, và sẽ đưa vào trong vùng nách này, và chúng ta ức chế đi cái tuyến mồ hôi gây ra cái mồ hôi nách. Và cái phương pháp này thì làm hiệu quả cực kỳ là cao. Tuy nhiên nhược điểm cái thứ nhất của nó là chi phí cũng tương đối là cao đó, tương đối rất đắt đó, nên thành ra là đôi lúc nó sẽ không phù hợp với nhiều người, và nó cũng đâu đó cũng chỉ khoảng được 3 cho đến 6 tháng mà bạn cần phải làm lại một lần nữa nha, bởi vì cái tuyến mồ hôi của chúng ta thì nó sẽ hoạt động trở lại chứ không thể nào mà ức chế được lâu dài. Phương pháp thứ tư đó chính là hút bỏ nội soi cái tuyến mồ hôi vùng nách.
thì cái phương pháp này là bác sĩ sẽ đưa một cái thiết bị nội soi đi vào vùng nách và sau đó phóng đại toàn bộ cái cấu trúc thần kinh mạch giao cảm lên trên màn hình máy tính, và sau đó thì là bác sĩ sẽ giúp là cắt bỏ não đi cái tuyến mồ hôi này. Thì phương pháp này là cần cũng chỉ làm khoảng đâu đó một lần duy nhất là đã hiệu quả rõ rệt rồi, nhưng nhược điểm nó là chi phí cực kỳ cao luôn, dao động phải trên khoảng 18-20 triệu đồng trên mức đó thôi nhé, chứ cũng không có phải là ở cái mức thấp hơn nữa. Và cái phương pháp này thì nó có một cái nhược điểm trầm trọng là nó làm cho cái vùng nách của các bạn dễ bị bầm này, dễ bị dập này, dễ bị lở loét và viêm nhiễm nhiều hơn. Thì cái phương pháp này thực ra là cũng nhiều người đã thử rồi, nhưng mà một thời gian sau đâu đó khoảng vài năm sau thì cái tuyến mồ hôi cũng hoạt động trở lại, bởi vì như đã chia sẻ như lúc nãy rồi là cơ thể chúng ta là cơ thể sống và tuyến mồ hôi này nó sẽ quay trở lại và nó hồi sinh bởi vì những cái tế bào bình thường. Phương pháp thứ năm đó chính là phương pháp thủy tinh tế bào. Đây là một cái phương pháp cực kỳ hiện đại luôn, sẽ sử dụng máy móc để mà ức chế và triệt tiêu những cái axit béo không no bằng cách là nó sẽ tạo ra kênh dẫn để đưa được những cái tinh chất thủy tinh tế bào đó đi vào sâu trong từng nang lông và phá hủy đi những cái axit béo không no. Thì cái phương pháp này ưu điểm của nó là dễ thực hiện này, phương pháp này còn chi phí rất là thấp nữa này, đơn giản này, thời gian làm rất là nhanh, không xâm lấn, không đau, không cần nghỉ dưỡng luôn các bạn ạ. Tuy nhiên cái nhược điểm của nó đó là các bạn sẽ cần phải bỏ thời gian đi thực hiện nó ở bệnh viện trung bình khoảng cỡ 5 lần và một tuần như thế là một lần nha các bạn. Rồi, phương pháp thứ 6 đó chính là phương pháp điều trị hôi nách bằng cao hoa phấn. Thì cũng như phương pháp thủy tinh tế bào thì cái cao hoa phấn này chúng ta sẽ đưa một số loại cao từ cỏ và lá cây, và khi đi vào vùng nách thì nó cũng sẽ là hút đi những cái axit béo không no là cái nguyên nhân gây ra hôi nách mà Nhung chia sẻ như lúc đầu á, và triệt tiêu những cái axit béo không no đó. Thì ưu điểm của phương pháp này là cũng không đau luôn, không cần ngủ tê luôn, không mất nhiều thời gian nghỉ dưỡng luôn, không xâm lấn và cũng không có gây mê gây tê gì cả nhé. Và phương pháp này á, ưu điểm đặc biệt ở một chỗ mà bản thân Nhung cảm thấy cực kỳ thích đó là nó sẽ có thể xử lý được cái vấn đề bị thâm nách của chúng ta, nó làm da nách của mình sáng hơn, mịn hơn. Tuy nhiên nhược điểm của nó là bạn cũng phải thực hiện khoảng 3 lần. Ngay từ lần đầu bạn hết hôi nách rồi nhưng mà những cái axit béo không no nó vẫn còn ở trong nách thì chúng ta cần phải tiếp tục liệu trình để chúng ta triệt tiêu cái axit béo không no đó cho nó hết dứt điểm đi. Thì đâu đó khoảng cỡ 3 lần và 2 tuần chúng ta sẽ thực hiện một lần. Và phương pháp này nó làm cho da nách của chúng ta nó sáng mịn. Tuy nhiên là nó cũng sẽ có hơi bong bạn nhé. Sau một tuần bạn dịch vụ thì nó sẽ bong đó. Nhưng mà cái bong này bong rất là nhẹ, và chính vì nhờ cái việc bong đó cho nên nó mới khử được những cái da chết và giúp cho cái vùng nách của chúng ta trở nên sáng mịn. Ngoài ra có một cách đơn giản nữa, đó chính là các bạn có thể là bôi được cái thuốc để đặc trị hôi nách tại nhà. Thì với những cái loại thuốc này thì bạn chỉ cần bôi khoảng cỡ một tuần 2 đến 3 lần thôi. Và bạn bôi khi nào mà bạn cảm thấy cái mùi nách, hôi nách của mình nó không còn nữa thì bạn có thể dừng, thì lúc này cái mùi mồ hôi nó vẫn hết dứt điểm. Tuy nhiên cái phương pháp này bạn cần phải làm trong một thời gian khá là lâu nha các bạn. Nếu bạn là không có điều kiện để có thể đi bệnh viện thì bạn có thể áp dụng được cái phương pháp này. Video ngày hôm nay của Nhung đến đây là kết thúc. Nếu bạn nào quan tâm chuyên sâu hơn về chủ đề về hôi nách này, cần đặt câu hỏi để được Nhung tư vấn chi tiết thì hãy vui lòng click vào đường link ở phía dưới, đó là Facebook của Nhung, và bạn vào đó có thể inbox cho Nhung hoặc là inbox qua Zalo 0982686176. Chúc cho tất cả các bạn có thể giữ điện.